lái xe hay lần thoát nạn trước họng súng của nhóm đối tượng vụ tấn công trụ sở ở xã Đắk Lắk. Tài xế đầu kéo phải đối diện với khung hình phạt nào sau khi tông tử vong cảnh sát giao thông? Ấm lòng hành động đôi vợ chồng giúp đỡ mẹ con gặp tai nạn. Cấm xe khách dừng nằm vào nội đô 24 trên 24 ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngân hàng nhà nước hạ lãi suất điều hành lần thứ tư trong năm. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức tổng hợp mới nhất trên kênh YouTube tạp chí Việt Times. Những diễn biến liên quan tới vụ nổ súng tấn công vào trụ sở xã tỉnh Đắk Lắk vẫn rất nóng và được dư luận cả nước quan tâm. Được biết trong ngày diễn ra vụ việc, một tài xế lái xe tải đã may mắn hai lần thoát nạn trước họng súng của nhóm đối tượng nguy hiểm này. Nhớ lại khoảnh khắc ngày hôm đó, người tài xế không thể giấu nổi sự hoảng sợ. Ông chỉ biết cảm tạ trời đất khi đã có thể giữ lại mạng sống trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc lúc bấy giờ sau gần một tuần diễn ra vụ xả súng tấn công vào trụ sở ủy ban nhân dân xã ở đắk lắc cuộc sống của người dân nơi đây dần ổn định trở lại sau khi lực lượng công an nỗ lực truy bắt nhóm đối tượng cũng như trấn an nhân dân cuộc sống ổn định trở lại cũng là lúc những người dân nhớ lại khoảnh khắc đối mặt với nhóm đối tượng tấn công ngày hôm ấy trong đó có một tài xế lái xe tải đã may mắn hai lần thoát nạn khi đối mặt với nhóm người này tưởng chừng như mạng sống không thể giữ nổi trước họng súng của đám người đó vậy nhưng may mắn thay người này cùng phụ xe đã có thể trở về với gia đình trong bình an được biết, người tài xế đó là ông Đoàn Đức Dũng, sinh năm 1967, ngụ tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai và phụ xe. Trong lúc ông đang lái xe tải vào khuya khoảng 1 giờ 15 phút đêm, ông Dũng chở cà phê bằng xe tải xuống tới đầu Ea Cơ Tu thì xuất hiện một đám người kéo đi hết trên đường nên ông không thể tránh được. Gương mặt ông Dũng không dối nổi sự hoàng sợ khi nhớ lại khoảnh khắc định mệnh ấy. Ông Dũng kể lại, thấy đám người, ông phanh xe lại nhưng nghĩ là bộ đội, dân quân đang đi tập. Nhóm người này có tia laser, dọi đầy trên kính xe của ông. Ông bật đèn pha xe lên thì thấy nhóm người mang theo cả súng và dao. Đám người ấy ra chặn xe của ông Dũng lại. Lúc này ông biết có chuyện chẳng lành nhưng nghĩ đây chỉ là nhóm cướp. Ông liền rút tiền trong ví ra hết, giấu vào ghế xe tài xế, chỉ để lại một số tiền khoảng gần 3 triệu đồng vừa dừng lại xe chưa tắt đèn thì ông dũng đã nghe thấy tiếng nói nhưng không hiểu gì một người trong nhóm này chạy tới đưa súng lên yêu cầu ông dũng tắt đèn tắt máy nói bằng tiếng kinh sau đó nhóm người trên yêu cầu ông bước xuống xe nhưng ông Dũng không xuống. Một đối tượng dùng súng chĩa vào xe nên ông không dám mở cửa. Cùng lúc ông Dũng bảo phụ xe, gài khóa chốt cửa rồi cúi đầu xuống. Ông Dũng cho biết thêm, chúng bắn bể kính nên anh phải cúi xuống, nấp dưới vô lăng. Khi chúng bắn tiếp vô xe, anh nghĩ là chúng cũng sắp đi rồi, nhưng may mắn thoát nạn. Vì xe 15 tấn rất cao, nó đứng ở dưới, anh ngồi ở trên, khum người xuống nên nó không nhìn thấy anh khi anh nằm gục xuống nó bắn xéo vô và nghĩ là anh không còn sống anh nhìn thấy nó dọi đèn pin đông đen bịt mắt bịt đầu hết có hai con mắt thôi tưởng tài xế đã không còn sống nên nhóm người này đã bỏ đi hết khoảng ba phút sau khi đi khuất tài xế đã nổ máy bật đèn chạy tuy nhiên mới chạy được một đoạn thì gặp một tốp khác chặn lại có hai xe công nông chắn giữa đường xe của ông không thể nào đi qua được ông dũng nhớ lại chúng chĩa súng bảo anh và phụ xe bước xuống bước xuống xe nó cho thằng phụ một báng súng liền Nghe bên kia nó nói thằng phụ quỳ giơ hai tay lên, bảo ôm cái đầu lại. Nó nói anh bắt chạy cái xe tới, lùi lại, chặn ngang đường cái, không cho xe vô ra chi hết. Khi bước xuống xe, chúng lấy dao ra đâm hết tất cả các lốp. Nó bảo anh xích lại cái cửa xe, sát chỗ đó, rồi bước lại hai ba bước sát nó. Anh bước ra khoảng nửa bước, nó bảo anh xích vô. Anh nghĩ thôi rồi, lần này nó đâm rồi, không chạy đi đâu được. Đúng lúc có ba chiếc xe du lịch chạy cách đó khoảng 3400 400 mét, ông Dũng nghe nhóm người này nói ra xử lý chiếc xe kia. Theo ông Dũng, lúc này hai bên vườn cà phê chúng tuôn ra rất đông, còn cách những chiếc xe ô tô kia 2-300 mét thì chúng nổ súng bắn. Đối tượng đứng canh ông Dũng cũng bỏ đi theo nhóm nên ông Dũng mới chạy được vào đám cà phê để trốn thoát thân. Đối mặt với tử thần tới hai lần nhưng ông Dũng cùng phụ lái đã may mắn thoát nạn, mặc dù chiếc xe của ông Dũng đã bị đốt, vậy nhưng giữ được mạng sống sau khoảnh khắc định mệnh ấy, ông Dũng thấy hạnh phúc lắm rồi. Cũng liên quan tới vụ việc, mới đây tại hội nghị báo cáo viên trung ương tháng 6 năm 2023 do ban tuyên giáo trung ương tổ chức, Thiếu tướng Đặng Hồng Phúc, Tránh Văn phòng Bộ Công an đã thông tin nhanh đến các đại biểu dự hội nghị về tình hình liên quan tới vụ việc xảy ra ở huyện Cư Kuin tỉnh Đắk Lắk. Tại hội nghị, Thiếu tướng Đặng Hồng Phúc cho biết, khoảng 0 giờ 35 phút ngày 11 tháng 6 năm 2023, trên địa bàn huyện Cư Cú In, tỉnh Đắk Lắc xảy ra vụ hai nhóm đối tượng dùng súng tấn công làm 9 người tử vong, hai người bị thương, trong đó có 4 cán bộ công an xã, 2 cán bộ ủy ban nhân dân xã và 3 người dân tử vong, hai cán bộ công an xã bị thương. Thiếu tướng Đặng Hồng Phúc nhấn mạnh, lực lượng công an chân thành cảm ơn quần chúng nhân dân trên địa bàn đã rất đồng tình ủng hộ, tích cực giúp đỡ lực lượng công an nhân dân bắt giữ các đối tượng. Nhân dân đã rất phẫn nộ kịch liệt lên án hành động tàn ác, dã man của các đối tượng. Dư luận quần chúng nhân dân cũng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Ea Katu và đồng chí Chủ tịch xã Ea Tiêu. Các đối tượng trên đều cư trú tại địa bàn tỉnh Đắk Lắc, phần nhiều là đối tượng trẻ, lối sống ảo tưởng, cực đoan, bị các đối tượng cầm đầu xúi dục kích động qua không gian mạng các đối tượng khai nhận mục đích tấn công trụ sở ủy ban nhân dân xã nhằm xâm nhập phòng làm việc của dân quân xã đội và công an xã để cướp vũ khí nhằm gây tiếng vang ảo tưởng được ra nước ngoài Thiếu tướng Đặng Hồng Phúc đề nghị các báo cáo viên tích cực tuyên truyền để nhân dân hiểu đúng bản chất của sự việc, chia sẻ những khó khăn vất vả của lực lượng công an nhân dân trên địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn phức tạp. Đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền tỉnh Đắk Lắc và các vùng lân cận đặc biệt quan tâm làm tốt công tác dân vận, chăm lo thực hiện các chính sách phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền các thông tin tại hội nghị để kịp thời nhanh chóng ổn định tình hình tư tưởng trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân tuyên truyền để người dân hiểu phát huy thế trận lòng dân phối hợp tích cực với lực lượng chức năng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ góp phần đảm bảo ổn định an ninh trật tự xã hội đồng thời bóc trần các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch phần tử phản động chống đối thưa quý vị liên quan tới vụ tai nạn trên đường quốc lộ khi một xe đầu kéo tông tử vong thiếu tá cảnh sát giao thông khi đang làm nhiệm vụ khiến dư luận phẫn nộ trong những ngày vừa qua theo camera hành trình của chiếc xe ghi lại tài xế điều khiển xe đầu kéo đi với tốc độ rất nhanh sau cú tông đó cảnh sát đã tử vong tại chỗ liệu người tài xế này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt nào mời quý vị cùng theo dõi những tin tức dưới đây liên quan tới vụ việc tai nạn giao thông, một xe đầu kéo tông tử vong thiếu tá cảnh sát giao thông hy sinh khi làm nhiệm vụ tại Hà Nam. Trước đó vào trưa ngày 14 tháng 6, tổ công tác thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hà Nam, trong đó có thiếu tá Lương Thanh Tuấn làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại km 122 700, quốc lộ 21A thuộc địa phận xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm. Được biết vào thời điểm trên, anh Tuấn bị ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 89C27974, xe Romox 89R01854 do tài xế Trần Văn Luyến, sinh năm 1980, trú tại xã Tân Hưng, thành phố Tân Yên, tỉnh Hưng Yên điều khiển tông vào. Sau cú va chạm, thiếu tá Lương Thanh Tuấn đã bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, sau đó tử vong tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam. Tuy nhiên do bị thương quá nặng nên thiếu tá Tuấn đã không thể qua khỏi. Tại hiện trường, ô tô con bị đâm vỡ phần đuôi nằm vắt ngang bên vệ đường, xe đầu kéo bị hư hỏng nhẹ phần đầu. Trước vụ tai nạn giao thông phẫn nộ này, nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý, tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập các dấu hiệu để xác định nguyên nhân của vụ tai nạn. Nếu kết quả điều tra xác minh cho thấy, tài xế lái xe đầu kéo thiếu sự chú ý và không kiểm soát được tốc độ, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng về tính mạng của cảnh sát giao thông và thiệt hại nghiêm trọng đối với tài sản của công dân. Cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điều 260 của Bộ luật hình sự. Khung hình phạt của tội danh này là từ 1 đến 5 năm tù. Ngoài ra, tài xế xe đầu kéo phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại cho nạn nhân. Thiệt hại bao gồm chi phí chữa trị, tiền công người chăm sóc và thiệt hại về mặt tinh thần có thể lên đến 100 tháng lương cơ sở bên cạnh đó phải bồi thường tiền cấp dưỡng cho những người mà nạn nhân có nghĩa vụ cấp dưỡng hành động thiếu chú ý khi điều khiển giao thông của tài xế đã dẫn tới hậu quả nghiêm trọng vô cùng thương tâm cho cảnh sát tuấn hiện vụ việc vẫn đang được tiến hành điều tra làm rõ những thông tin mới nhất liên quan tới vụ việc sẽ được chúng tôi cập nhật thường xuyên tới quý vị trong các video sau vừa qua tại xã đông thành tỉnh phú thọ camera an ninh của một hộ gia đình đã ghi lại khoảnh khắc ấm lòng của cặp vợ chồng đã giúp đỡ hai mẹ con gặp nạn vì trời mưa mà hai mẹ con đang lái xe mất lái lao xuống ruộng nghe thấy tiếng cháu bé khóc đôi vợ chồng đã lập tức chạy tới để giúp đỡ sau đây mời quý vị cùng theo dõi hành động cảm động này vừa qua một đoạn clip cảm động ghi lại việc đôi vợ chồng tức tốc chạy ra ứng cứu khi phát hiện hai mẹ con gặp nạn vì trời mưa vô cùng ấm lòng được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội đoạn clip này đã nhận được nhiều lời chia sẻ và cảm ơn vì hành động nghĩa tình đó cụ thể camera an ninh ghi lại hành động ấm áp của đôi vợ chồng ở phú thọ nhận được nhiều bình luận tích cực trên mạng xã hội theo đó, khi phát hiện một bà mẹ chở theo con nhỏ bị ngã xe ngay trước cổng nhà, đôi vợ chồng đã nhanh chóng chạy ra giúp đỡ. Người phụ nữ nóng lòng, liên tục dục chồng, có tiếng trẻ con khóc, ra bế cháu nhanh. Sau đó bà tức tốc chạy ra hiện trường, ôm đứa bé vào lòng và liên tục vỗ về. Không sao, không sao, bà thương. Còn người chồng thì dựng chiếc xe lên. Cùng lúc đó, một người hàng xóm đi qua cũng xuống vào giúp. Dìu người mẹ vào trong hiên nhà để nghỉ ngơi. Anh Tất Thành ngụ ở xã Đông Thành, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ là người đăng tải đoạn clip trên. Anh Đạt cho biết, sự việc xảy ra vào 10 giờ sáng ngày 14 tháng 6. Khi đó, mẹ anh là bà Phạm Liên, 52 tuổi, và chồng là ông Quang đang ở nhà. Nghe thấy tiếng ngã xe, bà Liên và ông Quang đã nhanh chóng chạy ra giúp hai mẹ con. Người mẹ bảo đang đi thì chóng mặt, tối sầm mặt lại, nên chị bóp phanh để dừng. Không ngờ trời mưa, xe loạn trọng rồi ngã. Mẹ mình đã bê bé vào nhà cho chơi đồ chơi để dỗ bé, còn chị gái thì vào rửa tay chân, uống nước nghỉ ngơi mình xem camera thấy bố có mang cho chị gái ra cốc nước suối để xúc miệng với cốc nước đường để chị uống cho tỉnh lại anh đạt chia sẻ lúc đấy mẹ mình còn gọi cho cả một cô làm ở trạm y tế lên nhưng chị gái bảo không sao nên chị ngồi nghỉ một lúc rồi đi tiếp anh đạt thể hiện sự hạnh phúc khi may mắn khu vực hai mẹ con ngã là bờ đất mềm nên chị chỉ bị xây sát người phụ nữ bị thương một chút ở phần mặt còn em bé thì bình an không sao Chủ nhân đoạn clip cũng chia sẻ thêm kinh nghiệm tới nhiều chị em phụ nữ, khi lái xe thì cần phải chú ý tới các tình huống tương tự, đặc biệt khi trời mưa, đường trơn, người lái nên tránh bóp phanh trước nếu không sẽ dễ bị ngã. Được biết bà Liên đang là giáo viên tại một trường cấp 2 ở Thanh Ba, nhận được nhiều lời khen vì hành động đẹp, song vợ chồng bà Liên khiêm tốn cho rằng đây là điều nên làm. Anh đạt bày tỏ, mình định đăng đoạn clip lên mạng xã hội nhưng bố bảo không cần việc này ai gặp cũng sẽ làm như vậy thôi chứ không phải là điều gì quá to tát có điều xem video mọi người đều bình luận tích cực nên bố mẹ cũng rất vui và hài lòng hành động nhiệt tình của đôi vợ chồng trung niên khiến cho nhiều cư dân mạng cảm thấy ấm lòng trích một số bình luận hậu duệ hưởng phúc chúc cô chú thật nhiều sức khỏe mùa hè nghệ an nóng như thiêu mà xem thì vẫn thấy quá đỗi ấm lòng nghe em bé vừa khóc vừa nói mẹ ngã rồi mà thấy thương gì đâu cảm ơn cô chú đã giúp đỡ hai mẹ con Nhìn cách hai vợ chồng suốt sáng chạy ra, chồng dựng xe, vợ bế cháu bé mà thấy quá nhiệt tình, chắc chắn đây là một gia đình tuyệt vời. Đây là hành động vô cùng ý nghĩa và cảm động trong cuộc sống xô bồ của xã hội, mong rằng sau đây sẽ có thêm nhiều hành động đẹp, cảm động để làm cuộc sống thêm nhiều điều ý nghĩa hơn nữa. Thưa quý vị, tình hình tắc đường ở thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hàng ngày và thường xuyên đối với người dân nơi đây. Thậm chí vào những giờ cao điểm, người dân không chỉ bắt gặp ngoài xe máy và xe con, còn là những chiếc xe khách dường nằm công cành. Không những vậy, những chiếc xe khách còn tiềm ẩn nguy hiểm khi đỗ xe ra vào bến đón khách. Vì vậy, việc cấm xe khách dường nằm vào nội đô 24 trên 24 là điều cần thiết, nhưng vẫn có những tài xế sai quy định ảnh hưởng tới giao thông thành phố được biết sau một thời gian cấm xe khách dường nằm nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố đã thông thoáng hơn hành khách cũng đã tuân thủ việc đi đúng xe về đúng bến tuy nhiên trên thực tế vẫn còn nhiều điểm đón trả khách sai quy định hoặc lập bến cóc ở những tuyến đường vành đai Cụ thể, tuyến đường Mai Chí Thọ có lượng phương tiện từ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đi lại rất lớn. Việc một điểm đón trả khách không đúng nơi quy định tại nút giao thông lớn là vô cùng nguy hiểm. Các cá nhân, doanh nghiệp, kinh doanh vận tải thành lập những điểm tập kết tự phát. Họ sử dụng xe trung chuyển để vận chuyển hành khách về các điểm tập kết gây ảnh hưởng đến tình hình giao thông chung và hoạt động của các bến xe trên địa bàn. Trước thực trạng trên, đại diện Sở Giao thông Vận tải thành phố cho biết, Sở đã gửi thông tin hình ảnh tới lực lượng thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông, và thành phố thủ đức để cùng phối hợp xử lý, đồng thời xử lý nghiêm tình trạng xe khách có giường nằm cố tình lưu thông vào khu vực cấm và thời gian cấm ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng khai thác hạ tầng giao thông đường bộ, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau một thời gian thành phố thực hiện hạn chế xe dương nằm vào nội đô thành phố từ 6 đến 22 giờ đã mang lại hiệu quả giảm ùn tắc trong nội đô rõ rệt. Sau 3 tháng thực hiện, khi lấy ý kiến các đơn vị tham gia, có đơn vị đề xuất kéo dài thời gian này. Cụ thể, nhiều đơn vị kiến nghị cấm hẳn xe khách dường nằm không được lưu thông vào nội đô thành phố. Các phương tiện này chỉ được kết thúc hành trình ở các bến xe và các đường vành đai để hạn chế chế lưu thông vào thành phố. Hiện Sở Giao thông Vận tải Thành phố đang lấy ý kiến của 32 đơn vị chức năng. Sau hai lần lấy ý kiến, dự kiến các đơn vị sẽ phản hồi vào ngày 23 tháng 6. Hiện đã nhận được 12 trên 32 đơn vị có ý kiến, có 2 phần 3 ý kiến thống nhất. Trên cơ sở này, Sở sẽ tổng hợp các ý kiến này và có phương án hợp lý nhất, dự kiến sẽ có đề xuất trong quý 3 năm 2023. Ý kiến của Đỗ Ngọc Hải, trường phòng quản lý vận tải đường bộ Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Hải nhấn mạnh. Trước mắt, thành phố đã cấm xe dường nằm vào nội đô thành phố vào khung giờ 6 đến 22 giờ. Đã đến lúc các đơn vị vận tải phải nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng đội ngũ xe trung thuyền về các bến xe, tạo sự cạnh tranh công bằng và điều kiện thuận lợi cho hành khách. Việc cấm xe khách dường nằm vào nội đô là vấn đề cần được nhanh chóng giải quyết để người dân thành phố có thể dễ dàng di chuyển cũng như đảm bảo an toàn giao thông. Bên cạnh đó, thành phố cũng cần tạo môi trường kinh doanh vận tải công bằng, văn minh xin được chuyển sang các thông tin liên quan tới tình hình tài chính kinh tế vừa qua ngân hàng nhà nước việt nam vừa ban hành ba quyết định về việc giảm một loạt lãi suất điều hành để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp được biết việc giảm lãi suất này đã là lần thứ tư trong năm nay vào sáng ngày 16 tháng 6, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành các quyết định điều chỉnh giảm một loạt lãi suất điều hành. Các mức điều chỉnh này sẽ có hiệu lực từ ngày 19 tháng 6 tới đây. Tại quyết định số 1123-2023, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng giảm từ mức 5,5% một năm xuống 5% một năm. Lãi suất tái cấp vốn giảm từ mức 5% một năm xuống 4,5% một năm. Lãi lãi suất tái chiết khấu giảm từ mức 3,5% một năm xuống 3% một năm. Tại quyết định số 1124-2023, Ngân hàng Nhà nước cũng quy định về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức cá nhân tại tổ chức tín dụng. Theo đó, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới một tháng giữ nguyên ở mức 0,5% một năm. Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ một tháng đến sáu tháng giảm từ mức 5% một năm xuống 4,75% một năm riêng lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng Việt Nam đồng tại quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô giảm từ mức 5,5% một năm xuống 5,25% một năm. Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên do tổ chức tín dụng ấn định trên cơ sở cung cầu vốn thị trường. Còn tại quyết định số 1125 2023 về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để áp dụng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực ngành kinh tế theo quy định tại thông tư 39-2016. Theo đó, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng Việt Nam đồng của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực ngành kinh tế giảm từ mức 4,5% một năm xuống 4% một năm. Riêng lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng Việt Nam đồng của Quỹ Tín dụng Nhân dân và Tổ chức Tài chính Vimo đối với các nhu cầu vốn này giảm từ mức 5,5% một năm xuống 5% một năm. Để lý giải trong năm nay, lãi suất đã giảm tới 4 lần liên tiếp. Ngân hàng nhà nước cho biết, tăng trưởng kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, lạm phát được kiểm soát, thanh khoản của các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài được đảm bảo, do đó để tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tăng khả năng tiếp cận vốn, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, ngân hàng nhà nước quyết định điều chỉnh các mức lãi suất. Có thể nói việc giảm lãi suất như vậy đều dựa vào tình hình thời cuộc hiện nay. Điều này góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ, phân đấu giảm lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp, người dân, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế. Cuối bản tin sẽ là thông tin về giá ô tô mới hiện nay. Nếu như những ai đang có ý định mua ô tô mới thì đây có thể coi là thời điểm thích hợp để tậu cho mình một chiếc xế hộp. Tuy nhiên, việc ô tô mới giảm giá mạnh gần bằng so với ô tô cũ khiến cho những cơ sở bán xe trở nên lao đao trước giá cả thị trường hiện nay. Diễn biến thị trường xe mới ảnh hưởng lớn tới thị trường xe cũ do doanh số tụt dốc, nhiều hãng đã mạnh tay tung ra các chương trình ưu đãi giảm giá tới cả trăm triệu đồng để giải phóng hàng tồn kho. Do đó, giá ô tô mới không còn chênh lệch nhiều so với ô tô cũ, đặc biệt là các dòng xe lướt. Lúc này, khách hàng sẽ chọn phương án cố thêm một ít để đập hộp xe mới. Cụ thể, chỉ những mẫu ô tô cũ giá dưới 600 triệu đồng là vẫn được người tiêu dùng quan tâm, còn phần lớn dòng xe ở phân khúc cao hơn bán rất chậm. Anh Nguyễn Kiên, giám đốc showroom ô tô ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, sức mua ô tô cũ sụt giảm mạnh còn đến từ việc lãi suất ngân hàng vẫn đang ở mức cao, khoảng từ 12 đến 13% một năm, khiến cho nhiều người bỏ ý định vay mượn trả góp. Khi thị trường chưa đi xuống, bán một chiếc ô tô cũ có biên độ lãi trung bình khoảng 3%, nhưng hiện tại thấp hơn nhiều, thậm chí còn lỗ. Cùng theo anh Kiên, việc siết chặt đăng kiểm vừa qua cũng phần nào ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh ô tô cũ, đặc biệt với những dòng xe thời hạn sử dụng sâu đã độ lên đời hoặc xe bán tải vốn thường được người dân dùng tùy biến. Lý do bắt nguồn từ thời gian đổi xe ngắn hơn so với người tiêu dùng miền Bắc, cộng thêm tâm lý chuộng mua xe mới, thậm chí là có những ngày nhận thông tin gần 20 xe cần bán. Tuy nhiên, phần lớn gara ô tô cũ đều dè dặt trong việc nhập hàng do e ngại ế khách. Tình trạng này trái ngược hoàn toàn với năm ngoái khi các showroom chỉ lo không có xe để bán. Riêng những mẫu ô tô lướt đời từ 2020 đến nay, không những khó kiếm khách mà các gara xe cũ cũng khó mua lại dù vẫn còn nhiều người đang bán. Theo anh Nguyễn Kiên, nguyên nhân do giá xe mới liên tục giảm sâu, giá ô tô mới giảm thì giá showroom nhập cũng sẽ giảm, nhưng nếu trả thấp thì khách không muốn bán vì thấy lỗ quá. Tôi đã phải từ chối nhiều xe lướt đời 2023 vì không biết trả giá thế nào cho hợp lý. Với nhiều gara xe sang cũ, tình hình còn ảm đạm hơn vì hiện tại số lượng khách hàng đủ vài tỷ đồng tiền mặt để thanh toán giảm mạnh. Đa số chọn phương án trả góp nhưng lãi suất ngân hàng vẫn ở mức cao, dẫn tới từ bỏ ý định mua. Có những cơ sở đã phải đóng cửa sau quãng thời gian dài thua lỗ. Có thể nói thị trường hiện nay đã ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành cũng như sức bán ra. Nhu cầu người dân muốn sử dụng ô tô ngày một nhiều, nhưng so với thời thế hiện tại, việc để một người quyết định xuống tiền mua một chiếc xe ô tô quả thật khó khăn. Hy vọng với những thay đổi tích cực đến từ tạp chí Việt Times cùng với việc phản ánh các nội dung chuyên sâu dưới góc nhìn truyền thông số sẽ giúp các bạn tiếp cận các nội dung đa chiều và hấp dẫn hơn. Nếu yêu thích chương trình Việt Times, quý vị đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.